Một ngày nọ, một con thỏ thông minh đang đi vào nhà của nó trong rừng, rồi bỗng nhiên nghe thấy âm thanh khủng khiếp phát ra từ trong nhà. Ơi, ta là chiến binh bất khả chiến bại, bước 1000 bước. Ta có thể dẫm nát một con tê giác dưới chân và nghiền nát một con voi như một con côn trùng. Không ai có thể đánh bại ta. Thỏ nghe thấy thì rất sợ hãi, liền bỏ chạy ra khỏi nhà mình. Và không bao lâu sau, nó đi ngang qua một con cáo. Này, anh cáo ơi, ai đó đã chiếm nhà của tôi mất rồi. Anh có thể thuyết phục anh ta rời khỏi giúp tôi không? Tất nhiên rồi thỏ à. Thỏ và cáo cùng nhau đến nhà của thỏ. Cáo đầy tự tin hét vào trong hang. Này, anh bạn gì ơi, sao lại dám xông vào nhà của bạn tôi như vậy chứ? Ta là chiến binh bất khả chiến bại, bước cả 1000 bước. Ta có thể dẫm nát một con tê giác dưới chân và nghiền nát một con voi như một con côn trùng. Không ai có thể đánh bại ta. Cáo sợ hãi, không biết phải làm gì trước câu tuyên bố táo bạo đến không thể ngờ như vậy. Xin lỗi nha thỏ, nhưng mà tôi không bao giờ có thể đánh bại được kẻ dẫm đạp lên voi đâu. Khi cáo bỏ chạy, thỏ càng sợ hãi hơn. Nó bắt đầu lang thang buồn bã giữa rừng cây và cuối cùng bắt gặp một con tê giác. Anh tê giác ơi, ai đó đã chiếm nhà tôi mất rồi, và tôi không thể nào bắt hắn ta ra ngoài được. Anh giúp tôi được không? Tất nhiên rồi. Nào, đưa tôi đến nhà bạn đi. Thỏ đưa tê giác đến trước cửa nhà nó. Này anh bạn, sao anh lại dám đột nhập vào nhà của bạn tôi? Ra ngoài và lộ diện đi. Ta là chiến binh bất khả chiến bại, bước cả 1000 bước. Ta có thể dẫm nát một con tê giác dưới chân và nghiền nát một con voi như một con côn trùng. Không ai có thể đánh bại ta. Tê giác cũng rất sợ hãi và cũng không biết phải làm gì. Thỏ à, tôi chợt nhớ ra tôi có một cuộc hẹn với nha sĩ rất là quan trọng. Tôi quên mất, tôi phải đi ngay đây, anh tạm biệt. Khi ngay cả con tê giác lớn cũng không thể giúp được thỏ, thỏ dễ thương lại tiếp tục lên đường. Và lần này nó bắt gặp một con voi. Chị voi ơi, em tuyệt vọng lắm, chỉ có chị giúp em được thôi. Làm ơn đưa người lạ này ra khỏi nhà em với. Đừng lo, bé thỏ dễ thương, tôi sẽ giúp bạn. Đi nào. Thỏ lại dẫn voi đến trước cửa nhà nó. Này, bạn gì ơi, sao bạn lại đột nhập vào nhà bạn tôi? Ra ngoài ngay. Ta là chiến binh bất khả chiến bại, bước cả 1000 bước. Ta có thể dẫm nát một con tê giác dưới chân mình và nghiền nát một con voi như một con côn trùng. Không ai có thể đánh bại ta. Con voi sợ hãi đến nỗi cả cái giò của nó cũng rung lên. Thỏ thân yêu, tôi xin lỗi, tôi không muốn bất cứ ai dẫm nát mình. Con voi rời khỏi con thỏ và trở về nhà của mình. Ngay lúc đó, một con ếch nhỏ đang đi ngang qua con thỏ. Nè anh ếch, không con vật nào trong rừng có thể giúp tôi. Làm ơn giúp tôi đuổi kẻ lạ mặt ra khỏi nhà tôi với. Tất nhiên rồi thỏ ơi, cho tôi xem nhà của bạn đây. Con thỏ cho con ếch xem ngôi nhà của mình. Này anh bạn, nếu bây giờ anh không ra khỏi nhà của bạn tôi sẽ kéo anh ra ngoài đó nha. Đừng lại gần. Ta là chiến binh bất khả chiến bại, bước 1000 bước. Ta có thể dẫm nát một con tê giác dưới chân và nghiền nát một con voi như một con côn trùng. Không ai có thể đánh bại ta. Giờ nghe tôi nè. Tôi là một con ếch có đôi chân nháp nháp, và tôi sẽ nhảy lên đầu của anh, làm phiền anh trong nhiều ngày. Ôi, anh không dám đâu. Tránh ra xa đi. Vậy thì anh hãy ra ngoài đây. Nghe thấy tiếng kêu dũng cảm của ếch và vị khách không mong muốn trong nhà thỏ, những con vật khác ngay lập tức tập trung lại để xem ai là chiến binh dũng cảm. Thôi nào, anh định bắt tôi chờ bao lâu nữa đây? Tôi sẽ đếm tới 3. 1 2
Được rồi, tôi ra ngoài, tôi ra đi. Mọi người nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Anh đang ở đâu vậy? Đừng giở chiêu trò ra nữa. Ngay đây, tôi đang đứng dưới chân bạn. Là tôi còn rết. Tất cả các loài động vật cười phá lên khi nhìn thấy một con rết. Loài vật trong rừng đã cười rất nhiều khi một giọng nói mạnh mẽ lại đến từ một con rết nhỏ. Nhưng chúng luôn tin rằng một số loài trong khu rừng này có thể có sức mạnh rất đáng kinh ngạc. Tôi là một chiến binh bất khả chiến bại.